Theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19, Bộ Tài chính, tính đến 17 giờ ngày hôm nay, 21 tháng 6, Quỹ Vaccine đã tiếp nhận tổng số tiền là 5.972 tỷ đồng. Và trong đó, các cá nhân đơn vị nhắn tin qua tổng đài 1408, tính đến thời điểm hiện tại là gần 2 triệu tin nhắn, với tổng số tiền ủng hộ hơn 91 tỷ đồng. Ngày hôm nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết đã báo cáo Bộ Y tế về ca mắc COVID-19 mới là sinh viên từ Gò Vấp đến Cần Thơ. Ngày 31 tháng 5, bệnh nhân cùng bạn gái đi từ tỉnh Long An về thành phố Cần Thơ bằng xe máy. Sau khi khai báo y tế tại trạm y tế của địa phương, cả hai đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Hai lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Đến lần thứ ba là ngày 20 tháng 6 thì kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, sinh viên này đã được cách ly điều trị tại thành phố Cần Thơ, tình trạng sức khỏe ổn định. Các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân đã được cách ly theo đúng quy định. Thưa quý vị, hiện nay huyện Hóc Môn có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình này, Sở Y tế thành phố đã tiến hành lấy mẫu tầm soát trên diện rộng tại đây. Việc lấy mẫu tầm soát diện rộng để giám sát và kịp thời phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng khi tại huyện Hóc Môn có những trường hợp bệnh nhân không xác định được nguồn lây. Tổng cộng sẽ lấy trên 100.000 mẫu tầm soát SARS-CoV-2. Thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch xét nghiệm, giám sát chủ động, phát hiện sớm để triển khai thần tốc các biện pháp khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Thành phố Đà Nẵng sẽ xét nghiệm định kỳ 7 ngày một lần đối với 20% số người lao động tại cơ sở kinh doanh, nhà máy, phân xưởng, khu chế xuất, người vận chuyển. Một tháng một lần đối với nhóm các đối tượng trực tiếp cung ứng dịch vụ tiếp xúc khách hàng. Ngoài ra, đối với các cơ sở y tế, nhà thuốc, các đơn vị tập trung đông người sẽ được xét nghiệm định kỳ một tháng một lần ngẫu nhiên. Trước mắt thực hiện xét nghiệm ít nhất 20% với từng đối tượng trong tháng 6 này. Nhằm góp phần thực hiện nhanh chóng, hiệu quả đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay, thành đoàn thành phố đã tổ chức lễ ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm chủng. Hơn 4.000 thanh niên tình nguyện đợt này sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng của thành phố với các nhiệm vụ như hỗ trợ lực lượng y tế tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế, thông điệp 5K, hướng dẫn cho người dân những lưu ý trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19 và công tác nhập liệu phần mềm hồ sơ sức khỏe. Đây là một trong 14 nhóm đội hình tình nguyện phản ứng nhanh do thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh triển khai trong cao điểm phòng chống dịch COVID-19, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia đẩy lùi đại dịch. Hôm nay tại tỉnh Phú Yên, hơn 5.700 thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Kỳ thi năm nay được rút gọn để bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên lịch thi phải lùi lại so với dự kiến trước đó. Đồng thời, tỉnh Phú Yên cho 9 trường tổ chức thi tuyển, 8 trường còn lại chỉ xét tuyển vào lớp 10 mà không tổ chức thi. Tại mỗi điểm thi, công tác phòng chống dịch được thực hiện đầy đủ và bảo đảm an toàn cho các thí sinh.